Mời các bác nghe thử chất âm của Teclic M5, một con đen rất huyền thoại, một cỗ máy in tiền của những năm 90 nhé các bác nhé. Rất nhiều bác sử dụng chiếc đầu này để ghi băng. Mà yêu thích model này, muốn sưu tập lại model này thì alo lại cho chúng kia anh em nhé. Chúng kia anh em là cam kết là xin hết ạ. Và máy của em là máy hàng Nhật về, rất đẹp. Hàng em ship máy bay về nhé.